Trong cái hình mà cô Minh đưa thì còn có một số các tác dụng khác như là tác dụng tại tuyến tiên, tác dụng tại hệ thần kinh trung ương, thì các mình nhớ nha. Là tác động trên hệ thần kinh giao cảm chứ. Cái này là mấy lần rồi? Đều. Thức gia là ai đúng không? Tự đọc được đúng không? Rồi, mình khi mình đọc mình thấy có điều gì tăng áp động mạch vô canh, bệnh thận giai đoạn đường, rồi là tăng áp suy tim, bệnh thận giai đoạn đường trong hai em đúng không? Rồi, thường là thế này nè. Thường là như thế này, giả sử như mình tra cũng thiệt thư quốc gia, mình tra cũng thiệt thư quốc gia đúng không? Mình thấy có điều gì tăng áp động mạch vô canh, thấy bệnh tim thiếu máu, bệnh thận giai đoạn tiếp 2 có tăng huyết áp, thì mình thấy chỉ định là phù hợp với đơn này, bệnh nhân này. Tăng áp vô canh được chưa? Tức là mình nói cái thuốc này có chỉ định phù hợp là được, được không anh chị? Khi đó thì mình không cần tra thêm máu ấy cũng được, không sao hết, được không? Tại vì thường á là nếu mà mình thấy trong cuốn dược thư quốc gia mình thấy không có chỉ định nào phù hợp á, thì thường mình phải tra cũng thêm một quyển sách nữa để mình đảm bảo chính xác cái thông tin. Chứ tự nhiên mình tra cuốn dược thư mình thấy không có chỉ định, cái xong mình nói là thuốc này chỉ định sai không được nha, mình phải tra thêm một thuốc để mà khi đó mình không thấy cái chỉ định nữa trong sách, được không? Hiểu cách tra cứu để mình phân tích đơn thuốc chưa? Chứ không phải bắt buộc khi nào anh chị cũng tra cứu hai quyển sách, nhớ nha. Rồi, nên là các chị có thể ghi là chỉ định ở đây là mình ghi là gì? Tăng huyết áp vô canh, đúng không? Các chị không cần phải ghi tăng huyết áp động mạch vô canh, các chị cứ ghi tăng huyết áp vô canh hay cao huyết áp vô canh. Không thì các chị đơn giản luôn là tăng huyết áp cũng được, hiểu không? Nhưng mà khi mà các chị ghi tăng huyết áp đúng không? Thầy cô sẽ hỏi là, ủa vậy thì chỉ định tăng huyết áp này có đúng như là của tăng huyết áp vô canh có hợp lý hay không? Hiểu không? Thì các chị phải hiểu là đó hợp lý, đó là nó đó, cách mình ghi và cách mình trình bày có thể nó khác nhau cũng được, nhưng mà mình phải hiểu nha. Mình cũng đã tra cứu trong cuốn dược thư quốc gia và ra những cái dụng cụ thường gặp này. Chóng mặt, nhức đầu, hạ huyết áp liên quan đến liều dùng suy thận là giảm huyết áp nặng, thì những cái tác dụng phụ này nè, những cái tác dụng phụ này của nhóm ARB và nhóm AC sẽ được lặp lại trong bài tiếp theo, sẽ giải thích rõ ràng hơn về cơ chế cũng như sẽ giải thích hơn về cái cách xử trí cái tác dụng phụ này trong bài ADR bài tiếp theo nha. Nên bây giờ cô lược qua cái phần này nha, để qua bài tiếp theo mình sẽ nói rõ hơn về tác dụng không mong muốn của nhóm AC và nhóm ARB. Rồi bây giờ mình tiếp tục dùng cô ha. Bây giờ nhận xét về liều dùng. Liều khởi đầu, các chị phải tra cứu hình cô nè. IP xà tăng, khi mình tra cứu liều lượng và cách dùng của IP xà tăng, mình phải tra cứu đúng chỉ định là gì? Tăng huyết áp nha, chứ đừng có tra cứu chỉ định của bệnh lý khác như là bệnh thận nhân đáy áo đường hay là chỉ định của suy tim nha. Phải tra cứu đúng chỉ định trong tăng huyết áp. Nếu các chị mở dược thư ra, các chị sẽ thấy là mỗi chỉ định nó có cái liều khác nhau, nên phải tra cứu đúng cái liều cho cô. Và ở đây thì liều là, ở đây dùng liều là được gì, phù hợp về liều đúng chưa? Ở đây giải thích là liều khởi đầu là 150mg ngày một lần, có thể tăng lên 300mg ngày một lần. Với người cao tuổi trên 75 tuổi thì có thể cân nhắc liều khởi đầu là thấp hơn, tức là 75mg. Liều trong đơn là 150mg một lần một ngày. Vậy mình có nhận xét là gì? Nếu giả sử như trong lịch sử dùng thuốc, bệnh nhân này chưa dùng IP xà tăng lần nào thì mình cần phải giảm liều, đúng không? Bệnh nhân có trên 75 tuổi không? Ba mấy? Sinh năm 34 rồi mà, đúng không? 84 tuổi là trên 75 tuổi rồi. Nên là nếu mình phải nhận xét là nếu mình phải xem lại coi là lịch sử bệnh nhân này đã dùng thuốc IP xà tăng chưa? Nếu chưa thì mình nên giảm liều xuống 75mg. Còn nếu rồi thì có thể mình sự áp dụng cái liều 150mg thì cũng có hợp lý, cũng có thể hợp lý nha. Thường người ta giảm liều đối với người cao tuổi là để tránh cái tác dụng phụ đó là tụt huyết áp liều đầu. Thường là người ta giảm liều ở người cao tuổi cũng như là giảm liều bắt đầu khởi đầu á, liều thấp á, thường là để tránh cái tác dụng phụ là tụt huyết áp, nên người ta giảm liều thấp. Ở đây nếu mà bệnh nhân trước đây đã dùng IP xà tăng rồi và giờ mình dùng cái liều 150mg thì hợp lý. Rồi tiếp tục qua cách dùng. Cách dùng IP xà tăng thì thường á là người ta sẽ nói là ưu tiên là dùng vào buổi sáng nha, ưu tiên là dùng buổi sáng, không có nói không có bị ảnh hưởng bởi bữa ăn, nên trước ăn hoặc sau ăn đều được. Nên cách dùng thường là vào buổi sáng nha, ngày một lần. Rồi
Rồi một số lưu ý tác dụng phụ như là cách hạn chế tác dụng phụ, hãy ăn liều đầu nè, ARVI gây ho khan, ACI nè, dấu hiệu nhận biết gì đó thì cô đã nói rồi, trong bài 4 tiếp theo mình sẽ nói rõ hơn về cái đó. Rồi bây giờ mình qua thuốc tiếp theo đó là thuốc clopidogrel. Và thuốc tiếp theo clopidogrel nha. Giờ cô nói lại cơ chế clopidogrel là gì? Đọc thử coi giùm cô coi. Chế cụ thể. Tập dùng với nhau, không có tí cạnh nha. Thưa cô, cơ chế của clopidogrel là ức chế cụ thể ADP bằng cách kiến chọn lọc vào vị trí B21 trên bề mặt tiểu cầu. Ức chế ADP kiến vào cụ thể. Ức chế hoạt động hóa phức hợp glycoprotein GB2B3 tiểu cầu. Phức hợp này cần thiết để kiến fibrinogen tiểu cầu ức chế kết tập tiểu cầu. Sao không thuộc được không? Khó nhớ hả? Rồi giờ mình mẹ thử ra coi. Mẹ ra nha. Đây chị dễ hình dung ha.